Pin Nguồn.vn xin chào, đây là dòng pin nguồn CMOS với mã sản phẩm VATA CR2450. Viên pin đã được nhà máy đính sẵn chân thép hàng như tay tôi đang cầm. Viên pin với điện tích định danh là 3V, thành phần là lithium không sạc, dùng để nuôi nguồn CMOS và đường kính là khoảng 24mm, độ dày của viên pin là 5.0mm và dòng dung lượng là 540mAh, được sản xuất bởi hãng VATA của Đức. Viên pin chính hãng được bán tại địa chỉ 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có nhận thay pin CMOS cho tất cả thiết bị và giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một viên cũng giao tính phí. Giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340. Xem thêm trên website pinnuôi nguồn.vn hoặc pinnuôi nguồn.com. Xin cảm ơn.